Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh Quyện Kênh Vlog nha. Mà chúng ta đang tham quan chùa Ông Núi thuộc Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và đây là Phật Thích Ca. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chinh phục là 765 bậc thang chùa Ông Núi nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến vào bên trong chùa để chúng ta chinh phục 765 bậc thang nha. Bây giờ chúng ta tiến vô đi lên 639 bậc. Đấy chỗ rồi. Chắc nhập dập té chắc. Chắc. Sư trời quá. Đây, chúng ta cùng chinh phục 639 bậc nha. Thậm chí còn hơn nữa nha. Đây mình hỏi cái người ở dưới chân núi thì người ta nói là 639 bậc, nhưng mà có thể là còn hơn nữa. Đây, cái khuôn viên rất là rộng luôn. Và đây là chùa Ông Núi á. Này cực quá. Hãy quay đầu đi. Ta đi chắc. Để chiều mưa. Có một cái dù à. Cái dù kia chứ. Hả? Cái dù kia. Thử. Khuôn viên rất là rộng, có một cái hồ sen nha mọi người. Wow. Rồi có ai về với Quy Nhơn Bình Định, mình ghé thăm chùa Ông Núi, mình lên bậc thang nha. Giờ thì mây nó che ông Phật rồi. Rồi, chinh phục. Rồi, chúng ta. Giờ làm hình giống hình con rồng hả? Đúng rồi, ổng lớn quá mà là mọi người theo mà núi đá treo leo luôn ạ. Có cái viền rất là đẹp. À, căng ha. Đi cái này gì thay vì nghỉ 2.000 mới đi làm mấy được.
mọi người ơi, nghe nó làm sao sao với cái chân kìa ta. Ô mẹ ơi, sao ông pha cống bự mà xa dữ vậy. Gắn lên cho nát ra coi. Ô, nãy giờ không biết được bao nhiêu bậc rồi mà cứng giò đó. Ôi, Nam Mô Di Đà Phật. Nói bậy không? Cầm cầm hai. Ăn từ từ đi. Vẫn còn rất là nhiều bậc thang nha. Khi mà đội lên núi đó hả? Mọi người thấy gần như vậy, nhưng mà đi thì mới biết. Đây những bậc thang. Đây tốt ở dưới đó mọi người. Mọi người nghe tiếng thở không? Đây mình tiếp tục chinh phục thêm 9 bậc thang lớn nữa, là tổng cộng là 17 bậc nhỏ nha. Mình chị Hải sẽ tiếp tục chinh phục. Đây là bậc thứ hai của cái 9 bậc thang lớn. Tiếp tục mọi người ơi. Đường về Phật Thích Ca Mâu Ni xa quá. Ở xung quanh đây thì có những vị La Hán nha. Đây có những vị đi lên ông Phật mới về đây. Bên kia là Hòa Thượng Tú Giải nha. Còn hai bậc nữa hả? Cố lên. Ta cũng chịu. Cứng cái chân rồi. Hồng Phật đang ở rất gần đối với mình. Wow. Vẫn còn rất là xa nha mọi người. Ba bậc thang lớn nữa. Đây mình nhìn xuống nha. Về thì công trình điện gió. Rồi tiếp tục chinh phục bậc thang lớn thứ ba.
đường về Phật Thích Ca còn rất là xa, cố gắng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cố gắng lên, vẫn còn ba bậc thang nhỏ, ba bậc thang lớn của bậc thứ ba, bậc lớn nhất à. Wow. Cố là hai chút xíu nữa đây. Ôi. Ô. Wow. Ông Phật rất là to. Rồi, mình tiếp tục kinh Phật. Bậc thứ năm. Bây giờ giảm mà. Bậc thứ năm sau là đã đi nhanh đấy, phải nước tùy theo mùa nắng sâu đây là phải bật là xíu nóng phải không? Dạ. Này hơi mát nè, mát rồi cái mát hơi mát gì nữa. Em đi cũng chảy mồ hôi rồi chứ không? Đúng rồi. Thấy hai bước không mọi người? Cố lên. Wow. Ông Phật đã sát bực bên. Cố lần này là chân nghỉ luôn. Đây. Ông Phật. Wow. Thở rồi. Ôi. Phong cảnh trên núi rất là đẹp. Để mình quay xuống cho mấy bạn coi nha. Ôi có chùa kìa. Rồi từ chỗ này mà mình đi lên tới đài sen của Phật Thích Ca Mâu Ni là tổng cộng là 90 bậc thang đó nha. Đây là điện dạng Phật. Đây là hai bên hai người hộ pháp nha. Đây thiết kế câu kiến trúc rất là đẹp.
ngày hai con giáp ấy. Đây ông thần, ông thần gà nè. Đây là ông thần khỉ. Rồi phía trước mặt mình là ông thần dê nha. Phía trước mặt mình là ông thần gì đây? Chó hả? Thần gì? Ông thần, ông thần châu. Châu, châu phải không? Đúng rồi, châu, ông thần châu. Giờ mình đi ra nha. Cái phong cảnh trên núi rất là đẹp luôn nha, chùa rất là nhiều. Trên núi có mây bay luôn mọi người. Đây. Rồi. Xuống hải rồi. Ui, mình tới đỉnh rồi. Rồi mình với Hải bắt đầu đi xuống nha. Rồi thì tham quan chùa Ông Núi ở Bình Định, Quy Nhơn. Nếu với Nguyễn Thành Vlog đến đây thì cũng kết thúc nha. Thì mong rằng là mọi người đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ, like giùm Nguyễn Thành Vlog nha. Nguyễn Thành Vlog vừa chinh phục 600 mấy chục bậc ở trên chùa Ông Núi thuộc Quy Nhơn, Bình Định. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại trong clip sau ạ.